Hôm nay chúng mình ăn gì? Phần 40. Menu hôm nay là spam cơm chiên kimchi, rua cha tteokbokki, miếng cuộn rong biển chiên, canh và cuối cùng là dưa hấu. Bữa trưa hôm nay thì mình thấy là nhiều món ngon quá trời luôn, nhất là cơm chiên kimchi và rua cha tteokbokki. Cơm chiên lần này thì mình thấy là cơm được làm khá là ngon và đặc biệt là có spam nên là mình thấy là ăn nó ngon hơn nữa. Món cơm chiên kimchi thì mình cũng hay ăn ở nhà lắm vì mẹ mình làm món này rất là ngon. Còn về phần món tteokbokki thì mình thấy là cái sốt này nó được cải thiện hơn rất là nhiều luôn á. Năm ngoái mình ăn mình thấy cái sốt nó hơi kỳ mà nó nhanh ngán lắm mọi người. Ăn mấy miếng đầu thì không sao nhưng mà ăn mấy miếng sau dần dần thì mình thấy nó bắt đầu nhanh ngán rồi. Vì một phần là mình cũng không thích ăn những cái sốt nào mà nó béo như thế này đâu. Mình thì thích ăn những cái sốt tteokbokki mà nó cay hơn. Miếng cuộn rong biển thì nó bị nguội rồi nên là cái vỏ bên ngoài nó không có được giòn. Nên là riêng cá nhân mình thấy là cái độ ngon của nó bị giảm đi một chút xíu. Canh thì mình thấy là ăn cũng được, mình thích nhất là ăn cái phần nấm. Ăn cơm xong thì tụi mình có vào canteen để mua kem ăn nữa nè. Thấy có nhiều bạn thắc mắc là mình là người nước nào, mình là người Hàn nhé mọi người.